Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá cơm chiên mọi người. Cơm chiên mọi người, cơm chiên cá cơm chiên. Cơm chiên hành tỏi mọi người. Với canh bầu nấu thịt mọi người, nấu ba chỉ mọi người. Ăn kèm có cóc mọi người, cóc non mọi người. Nước chấm có nước mắm màng mọi người. Nước uống có trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên. Cá cơm chiên mọi người, cóc mọi người, cóc non mọi người, cóc non cóc chín, cóc xanh gì đó, canh bầu mọi người, canh bầu nấu thịt, canh bầu nấu ba chế mọi người. Cơm chiên mọi người, cơm chiên hành tỏi, chiên không mọi người, không miếng xương. Ly trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên. Mắm màng mọi người, mắm chanh tỏi ớt mọi người. Muỗng mọi người. Đổ luôn rồi. Mời mọi người vô ăn không mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cơm không mọi người. Các cơm chiên đúng giòn. Nó có cơm đầm có bóng mà. Chiên mới kho không được mà. Cơm chiên dạng vừa mà ai cũng nhắc mặn lạc nên cho mắm thêm mua cơm vịt thêm chiên vừa ăn hay không vậy mua là khác mà. Ai cảm thấy thấy thì chàng thêm miếng mắm rồi không mượn mắm luôn thì chàng thêm. Nhân nhiên mà nhiều khi giờ tôi không cần bị là cái bọc cái bí nhớ đó nhìn là biết mà. Đồng. Đi vô không ai ở đâu mà giữ mày.
cái cơm chiên ngon mà giòn ngon. Cái cơm này ngon mà nhỏ mà. Chiên ngon, nó kho không được mà. Kho mềm xương lắm mà, dịp xương á. Ăn cũng ngon mà. Cá nhỏ là không có cứng cứng gì đâu rồi. Cứng như cá cơm nhỏ nhỏ ta khô khô mà. Và nắng hình nắng gì cho giáo giáo mà khô khô á. Nó kho mà, ăn cũng ngon mà. Còn bữa trước ăn cái cơm mà loại nó hơi bơ bơ xíu mà. Còn hai mấy dục xương mà, ăn đúng ngon mà. Ăn vậy nó mới mềm luôn mà. Năm tìm cá mà hơi bự bự xíu ăn hơi xương hơi nhám nhám mà coi hơi dục xương ăn đúng ngon rồi, mềm mà, mềm xương đúng không. Cá cơm không đúng rồi, ăn ngon rồi chứ mà cá cơm biển đúng rồi. Mình nhớ ở nhà cũng mua rằng đúng rồi, cá đúng to rồi mà ăn cứng đúng rồi, ăn không ngon lắm luôn. Cái đó như kho chỉ có chiên mà chiên cho nó giòn mà giòn thương ăn nó ấy thôi. Nhớ như nhà có mua lần hay là ăn thử có cơm biển không mà. Cá này nó mũ, sườn mũ. Nên gần tết nhất cái lô bô cũng chạy mà nhiều khi cơm trễ mà cho nên chính vàng ra đói chết mà. Giờ cho cái chắc ăn luôn à. Nhân trời gắn chờ tới cơm bữa chính là vừa mà. Giống như ăn bữa phụ có cơm ngon mà giòn ngon. Tôi thích chiên loại nguyên về nhà mình ăn thích ngon hơn.
đâm cá bóng ngon mọi người, giòn ngon, ngon giòn mọi người. Cái ăn với cóc mọi người, ăn cóc này chua chua mọi người, ăn kiểu giống như vô chua vô sống mọi người, ăn ngon mọi người. Còn canh canh bầu nấu với ba chỉ mọi người, ăn ngon béo mọi người. Cơm chiên ngon mọi người, cơm chiên vậy là ăn ngon mọi người, nó còn mềm mềm mọi người, không có khô quá mọi người, nhưng vậy cũng vừa ăn mọi người. Nếu mà mặn lạc thì chan mắm thêm mọi người, thì khẩu vị mọi người, chiên về là ăn được rồi. Cơm ngon mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon mệt, giờ có một ngày thật là vui vẻ, bye mọi người.